Xin chào tất cả các bạn Trong video sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình SamBB và Visual Studio Code Đây là bộ công cụ phát triển mã nguồn mở của hãng Microsoft thì Visual Studio Code được đánh giá rất cao và có thể tận dụng được các cái thế mạnh và sức mạnh của các extension được cung cấp đi kèm với Visual Studio Code thì cho phép chúng ta gia tăng được cái hiệu suất phát triển đặc biệt là đối với các cái dự án BSB. Các extension của Visual Studio Code giúp cho chúng ta có thể phát triển rất là nhiều loại ngôn ngữ khác nhau như là phát triển HTML, CSS, JavaScript, TypeScript và BSB. Trên chương trình Chrome và trên thanh địa chỉ, gõ vào Visual Studio Code để tìm kiếm cái file cài đặt của Visual Studio Code. Kích vào trong cái địa chỉ đầu tiên. Và trong này thì có thể lựa chọn các phiên bản dành cho Windows, dành cho Ubuntu, dành cho macOS. Và ở đây thì kích vào phiên bản dành cho Windows và chương trình sẽ tải về chờ đợi để chương trình tải về xong thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt sau khi file đã tải thành công thì chúng ta có thể kích vào menu và lựa chọn downloads mở tab downloads kích đúp vào file vscode user Setups để mở cái chương trình cài đặt của Visual Studio Code nhấn I accept the agreement nhấn net nhấn net nhấn net nhấn net nhấn iso để thực hiện cài đặt Visual Studio Code và quá trình cài đặt hoàn tất thì chúng ta có thể kích vào check để hiển thị và thực hiện Visual Studio Code sau khi cài đặt thành công và nhấn nút Finish. Ở đây thì sẽ lựa chọn Launch Visual Studio Code, nhấn Finish để kết thúc cái quá trình cài đặt. Và đây là giao diện ban đầu của Visual Studio Code thì chúng ta có thể lựa chọn các cái team. Ở đây thì ngầm định đó là dark team và kích vào tiếp theo thì sẽ kích vào sync to and from other device thì cái này thì chúng ta có thể lựa chọn và kích vào sau đó kích vào và tiếp tục thì có thể kích vào các cái thành phần và tiếp theo là Response for all your language và chúng ta có thể kích vào open up your code ở đây thì kích vào mark done tức là đánh dấu là đã hoàn thành tất cả và có thể mở rộng cái cửa sổ Visual Studio Code đây là giao diện để hiển thị danh sách các cái file được tạo ra và có thể kích vào Open Folder để mở một cái folder mới và sẽ tạo các cái file PSP vào trong folder đó. Và ngoài ra thì có thể thực hiện tìm kiếm thông tin. Ở đây là cửa sổ debug cho phép thực hiện chạy và debug cái nội dung của file PSP và đặc biệt là Visual Studio có, có các extension rất là mạnh mẽ ngoài việc là sử dụng cho phát triển BSP, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng để phát triển web và phát triển rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau quay trở lại trình duyệt và mở tab mới sau đó gõ vào Sam nhấn Enter để tìm kiếm cái địa chỉ tải chương trình cài đặt Sam hỗ trợ cho phát triển PHP kích vào địa chỉ đầu tiên và sẽ kích vào các cái lựa chọn thì trong này hiện tại thì có các cái phiên bản là phiên bản PHP 8 là phiên bản mới nhất và ngoài ra thì có các cái phiên bản là PHP 7 Tuy nhiên hiện tại là phiên bản 8 chưa được hỗ trợ nhiều ở trong các cái IDE thì chúng ta có thể là tạm thời sử dụng cái phiên bản PSP 7 thì kích vào Download để tải cái phiên bản cài đặt của SAMBB. Sau khi tải thành công thì sẽ kích vào SAMBB để thực hiện cài đặt SAMBB. và Windows sẽ hỏi là có cho phép thực hiện file cài đặt của SamBB hay không nhấn Yes để thực hiện cài đặt Yes và cái quá trình cài đặt SamBB diễn ra nhấn OK để tiếp tục cài đặt nhấn Net nhấn Net và thư mục cài đặt ngầm định đó là ở C trong thư mục samppi nhấn net nhấn net nhấn net và thông tin về samppi cũng như một số các cái dự án của samppi thì sẽ được hiển thị ở trong cái tab của trình duyệt sau đó chúng ta quay về trở lại cái cửa sổ setup và nhấn next và cái quá trình cài đặt samibi sẽ thực hiện đang diễn ra quá trình giải nắng các phao cần thiết ở trong chương trình cài đặt của sambb Windows sẽ hỏi là chúng ta có cấp quyền cho Apache server được đi kèm với lại SAM BB hay không. Nhấn Allow Access để cấp quyền truy cập. Nhấn Finish để kết thúc cài đặt SAM BB và sẽ hiển thị ra cửa sổ điều khiển của Xampp. Ở trong này thì chúng ta có thể có các cái tùy chọn để khởi tạo start server Apache và có thể là start server của MySQL tức là cái chương trình cơ sở dữ liệu. Ngoài ra thì xem xét các cái tùy chọn khác như là start Firefox, Mercury, Tomcat, vân vân. mở trở lại Visual Studio Code và kích vào cửa sổ Extension. Ở trong này thì sẽ gõ vào PSP, nhấn Enter. Và sẽ hiển thị ra danh sách các cái Extension hỗ trợ phát triển PSP. Và chúng ta thấy được số lần tải về của Extension này. Ví dụ là PSP Tripod là 5.6 million và BSP Intelligence thì sẽ um, có cái lượng tải về đó là 4.6 million và ngoài ra thì có thể kích vào phần là BSP Extension Pack để thực hiện cài đặt hai cái phần là Debug Server Intelligence Tuy nhiên chúng ta sẽ cài đặt riêng lại các extension này kích vào trong PSP Debug nhấn Install để thực hiện cài đặt. Và kích vào phần BSB IntelliFence, nhấn Install để thực hiện cài đặt. Chúng ta có thể cài đặt là PHP.blocker, nhấn Install để thực hiện cài đặt để có thể định dạng html ở trong bsp nhấn install để thực hiện cài đặt extension này kích vào bsp server thì đây là extension giúp cho chúng ta có thể là chạy server trực tiếp ở trong visual studio code nhấn install để thực hiện cài đặt và có thể cài đặt thêm bsp formatter nhấn Install để thực hiện cài đặt. Sau khi cài đặt extension PSP IntelliFence, kích vào phần Settings, lựa chọn Extension Settings. Và trong này thì có thể là xem xét mở phần extension settings và sẽ kích vào edit settings dot để chỉnh sửa cái phần khai báo về trỏ tới cái file cài đặt của PSP thêm dấu phẩy và nhấn enter gõ PSP thì trong này sẽ có các cái phần làm validate.enable và sẽ xác định đó là false ở đây thì xác định là true và tiếp theo đó là bsb validation.executable part và sẽ trỏ tới cái đường dẫn cài đặt của PSP mở thư mục cài đặt của Sam BB và kích vào thư mục PSP ở trong này thì sẽ copy thư mục Sam BB Splash và PSP quay trở lại cửa sổ của Visual Studio Code và kích phải chọn Paste để dán cái phần cài đặt ở cái thư mục mà chúng ta đã copy thì có thể thay đổi dấu xịt ngược thành là dấu xịt tới như thế này trong đường dẫn xác định thêm phần tên của file bsp exe để cho phép là thực hiện các cái nội dung của file bsp tiếp theo để tránh cái việc là gợi nhớ trùng lập thì trong cái phần bsp sz base và gõ là false. Lưu nội dung của phần settings. Tiếp theo là để có thể thực hiện các cái file PSP trực tiếp ở trong Visual Studio Code thì chúng ta có thể cài thêm các cái chương trình. Đầu tiên là Code Runner để cho phép là thực hiện trực tiếp và nhấn vào install để thực hiện là cài đặt Code Runner và kích vào Extension Settings. Trong phần setting của Cloud Runner thì di chuyển xuống vị trí bên dưới thì chúng ta có thể lựa chọn đó là Save All file Before Run tức là lưu các cái file trước khi thực hiện. Lưu nội dung của phần Settings. Để có thể giúp cho chúng ta chạy trực tiếp các nội dung của file PSP trong Visual Studio Code thì cần phải thiết lập biến môi trường thì mở File Explorer, kích phải vào Zip PC, chọn Properties và kích vào Edit. Trong này thì chúng ta có thể là gõ Variable và lựa chọn Edit System Variables và kích vào environment variables thì trong này sẽ lựa chọn part và nhấn edit copy đường dẫn cài đặt của SAMBB và xác định thư mục cài đặt đó là PSP và chọn new và dán vào đây thì chúng ta thấy là ở đây đã có sẵn nội dung của thư mục đó là ở C và sambb BSP. nhấn ok và nhấn ok nhấn ok tiếp đến là chúng ta quay trở lại file explorer và kích vào thư mục sẽ chứa các cái nội dung được tạo ra nhấn vào new folder và đặt tên của folder đó là hello BSP nhấn Enter để vào thư mục. Ở trong thanh địa chỉ gõ CMD, nhấn Enter để mở cửa sổ Console và gõ Code đốt, nhấn Enter để mở thư mục ở trong Visual Studio Code. Trong thư mục có thể kích vào New File, đặt tên hello bsp nhấn Enter và gõ các nội dung của file bsp Đầu tiên sử dụng Etro và Hello, sau đó chấm phẩy lưu nội dung của file. Để có thể thực hiện thì sử dụng một trong hai cách. Cách thứ nhất là nếu chúng ta chứa toàn nội dung của file PSP thì có thể kích phải chọn Run Code để chạy trực tiếp nội dung của file PSP ở trong Visual Studio Code thì trong này chúng ta sẽ thấy là xuất hiện cái dòng chữ hello ở đây. Cách thứ hai là để có thể thực hiện file hello.php thì kích phải chọn php server thì đây là cách mà cho phép là khởi tạo cái server php và thực hiện nội dung của file trực tiếp ở trên server và kích vào chọn PHP Server thì chúng ta sẽ thấy ở trên trình duyệt xuất hiện ra dòng chữ Hello như thế này trong quá trình phát triển các cái dự án PHP thì chúng ta làm việc trực tiếp ở trên nền web và rõ ràng là cần các cái hỗ trợ cho phát triển HTML, CSS cũng như cho JavaScript và chúng ta cần phải cài thêm một số các extension bổ sung đầu tiên là có thể gõ vào IntelliSense, IntelliSense và sử dụng Part IntelliSense thì đây là tiện ích rất là hữu ích hữu ích cho chúng ta có thể gợi ý các cái đường dẫn trong các quá trình mà chúng ta làm và các bạn kích vào install tiếp theo là Visual Studio IntelliCode thì đây là extension của Microsoft để giúp cho chúng ta có thể gợi ý các cái từ gõ đối với JavaScript, TypeScript vân vân thì chúng ta sử dụng sử dụng PMB IntelliSense và các bạn kích vào cài đặt thì đây là extension rất là hữu ích đặc biệt là làm việc với các package mà trong quá trình làm thì chúng ta có thể là cần thiết sử dụng intelligence for CSS class name in HTML thì các bạn kích vào install để thực hiện cài đặt extension này. Nếu chúng ta muốn làm các cái nội dung liên quan tới Laravel thì các bạn có thể kích vào và cài đặt extension đó là Laravel Snips hoặc là chúng ta sử dụng Laravel Black Snip Snippets và nhấn vào Install để thực hiện cài đặt. Để có thể hỗ trợ hiển thị các cái icon phù hợp với các nội dung của các cái ngôn ngữ cũng như là các thành phần ở trong dự án thì chúng ta có thể gõ vào material và chọn material icon thêm nhấn vào install để cài đặt cái extension này tiếp theo là gõ vào auto nhấn enter cài đặt các extension auto rename tab là cho phép chúng ta tự động đổi tên các cái thẻ nhấn install để thực hiện cài đặt. Tiếp theo là tìm kiếm bracket bracket pair colorizer thì đây là extension rất là mạnh để giúp cho chúng ta nhận biết và so sánh giữa các cái cặp dấu mở ngoặt và đóng ngoặt ở trong quá trình lập trình và nhấn vào install và để có thể lựa chọn màu sắc cho phù hợp thì các bạn có thể cài đặt extension color picker và nhấn vào install để cài đặt extension này và xem xét extension prettier để giúp cho chúng ta có thể định dạng các cái đoạn mã và nhấn vào cài đặt. Ngoài ra thì có thể có rất là nhiều các extension khác để giúp cho chúng ta làm việc. Ví dụ là Image Preview và nhấn vào Install để cho phép là xem trước các cái nội dung của hình ảnh ở trong trang và kích vào Live HTML Preview thì nếu chúng ta muốn xem trước cái nội dung của HTML uh, trong cái quá trình phát triển thì có thể là cài đặt thêm extension này. Và tiếp tục là chúng ta có thể là xem xét cài đặt một extension đó là HTML CSS Port và nhấn vào install để thực hiện cài đặt extension. Và extension này cũng rất là hữu ích trong cái quá trình mà làm việc với mã HTML và CSS. Nếu chúng ta muốn phát triển dự án PHP có sử dụng JavaScript thì xem xét các extension hỗ trợ JavaScript. Ở trong này thì có thể là lựa chọn JavaScript ES6 Code Snippets và nhấn vào Install để thực hiện cài đặt. Tiếp theo là nếu chúng ta muốn sử dụng JavaScript kết hợp với TypeScript thì có thể sử dụng đó là cho Facebook and TypeScript nightly và nhấn install để thực hiện cài đặt. Ngoài ra thì có những cái extension khác cũng rất là mạnh mẽ thì chúng ta có thể là xem xét và cài đặt trong các quá trình mà làm việc và bổ sung thêm để giúp cho chúng ta có thể phát triển và tạo ra các cái mã một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần video hướng dẫn và để giúp cho kênh ngày càng phát triển, cung cấp các kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn thì rất mong nhận được sự like, subscribe and share của tất cả các bạn. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.